Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay là mình lại lên cho mọi người mẫu mới đây, lồng dành cho lồng sấy công nghiệp cho các spa hay là những người ta nuôi nhiều đó. Lồng này có kích thước chiều ngang này nè. Chiều ngang này là 85, chiều sâu về sau là 60 và chiều cao là 60. Có 8 cái quạt mạnh. 8 quạt mạnh bố trí hai bên này. Đèn UVC này, đèn UVC để diệt khuẩn. Ion âm để làm sạch không khí đấy, diệt virus, vi khuẩn. Hay nấm chỉnh mạnh nhẹ cho quạt này. Có đồng hồ nhiệt. Đó, công tắc tổng này. Đó, cái hai quạt bố trí hai bên như này là rất là tiện lợi cho dễ cho khách hàng có thể vệ sinh. Đó, có thể vệ sinh lồng tiện lợi. À, bây giờ chúng ta bật lên xem chức năng nha. Cái lồng này là của bên thú y CEP này, đặt mình đây. Mình có khắc logo, khắc thương hiệu theo yêu cầu nha. Rồi bây giờ chúng ta bật công tắc lên này. Rồi, đầu tiên là chúng ta vào cái đồng hồ trước. Đây, chúng ta bấm nút chọn này. Bị không chọn tiếp là 38 độ này. Nút lên này. Chọn tiếp là 40, thì như vậy nhiệt độ trong lồng sẽ tăng từ 38 lên 40. Đó, các chị bạn thấy là lồng đang tăng này. Thì các bạn nhớ cho mình là khi nào bật nhiệt là phải có quạt nha, thì mình vặn này lên. Đó, lồng này sẽ hoạt động tốt nhất từ hướng 12 giờ này, lên ngang chiều on nha. Là quạt trong lồng sẽ hoạt động tốt nhất, bền nhất. Có thể chúng ta vặn qua một xíu cũng được. Đó, các bạn nghe quạt đang mạnh lên dần. Nhưng mà thường là mình để ngang ngang cho on như thế này là được rồi. Rồi. Ion âm này, ion này là các bạn sẽ thường thấy trong các loại, các bạn sẽ thấy thường sẽ thấy trong các loại máy hút bụi đấy, máy hút ẩm ấy, hoặc là máy lọc không khí đó, tác dụng là làm sạch không khí. Đấy, để tránh nhầm lẫn thì mình có khắc tên ở đây luôn. Còn đây bật ion lên này, bật UV lên này. Đó, đèn UV đã sáng rồi. Các bạn chỉ bật đèn UV khi mà không có động vật ở trong nha. Và tốt nhất là các bạn cũng không nhìn trực diện vào tia UV nha, UVC. Đó, các bạn không nhìn trực diện vào. Khi nào mình cho hết mèo ra ngoài thì bắt đầu mình bật lên khoảng từ 50 đến 60 phút để diệt khuẩn bên trong. Lồng này công suất thì khoảng tầm là 2000W nhưng mà nó không hoạt động liên tục. Khi nào đủ nhiệt thì nhiệt nó sẽ ngắt. Đó, khi nào đủ nhiệt thì đồng hồ nó sẽ ngắt nhiệt. Khi nào như vậy là chỉ có mẫu quạt là hoạt động thôi. Mà mấy cái quạt này thì công suất nó chỉ khoảng là từ 100 đến 150W thôi. Cho nên như vậy là lồng này rất là lợi điện. Đó. Trong khi sấy thì các bạn có thể bật cái ion này lên cho tốt cho mèo và kể cả người nữa. Cái ion này phát tán ra không khí rất là tốt. Và gió rất là mạnh. Rất là êm ái. Xem bên trong này. Rất là êm nha. Mình kiếm cái gì bỏ vô. Thấy được. Gió rất là mạnh nhưng mà tiếng là rất là êm. Ta thấy là đang 38,5. Trong này là bằng nhựa nha, cái nhựa như thế nào thì trong các cái clip trước mình có nói rồi. Nhựa thì nó sẽ kháng nước tối đa. Đó. Và lưu ý khi đồ điện nóng vậy thôi, khi các bạn sấy xong thì nên là rút điện ra nha. Tắt các cái công tắc này trước này, sau đó là chúng ta rút điện ra. Và vặn cái này về. Đó. Chúng ta đừng có để cắm ngày đêm là nó sẽ không tốt. Chúng ta xem đủ nhiệt thì nhiệt nó sẽ ngắt này. Nếu các bạn có trực diện ở đây các bạn thấy hơi nóng tỏa ra từ đây này. Đó, khi đủ nhiệt thì nó sẽ tắt. Đó, nó chỉ còn lại là 40 độ thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nhiệt độ nó giảm dần. Giảm xuống 38 thì nó sẽ bật lại. Rất là lợi điện. Trong thời gian vừa qua cũng cảm ơn rất là nhiều bạn đã tin tưởng mình sau khi mua rồi còn giới thiệu cho bạn bè gần xa mua. Đó, thì mình cảm ơn rất là nhiều. Và cũng mong là các bạn chưa tin tưởng thì ghé qua xưởng của mình chơi rồi lựa cái mẫu ưng ý. Thì mình có nhận khắc theo yêu cầu, khắc các cái logo với mẫu mã theo yêu cầu. Zalo mình là 0327072422 nha.
ta nhìn một lần nữa tiêu VC này đó. UVC này là tuyệt đối các bạn không để cho mèo hoặc chó tiếp xúc vào da trực tiếp nha, kể cả da của các bạn nha. Đây khi thấy mình xuống 37,8 này, khi thấy 37,8 thì nhiệt độ nó sẽ tăng lên lại, rất là tiện lợi. Chỉnh nhiệt độ, các bạn thấy nhiệt độ lên lại rồi đó. Và cái clip như vậy thôi, mình đăng lên YouTube thì đa số là clip ngắn. Đó, lồng này là lồng cỡ lớn, chiều ngang là 55, chiều ngang là 55, chiều ngang là 85, sâu 60, cao 60 nha.